Về tình hình trong nước, hứa hẹn sẽ đào tạo cho tỉnh Thanh Hóa một nguồn nhân lực dồi dào về y tế có trình độ tay nghề cao. Thế nhưng hơn 7 năm qua, dự án trung tâm dạy nghề y tá điều dưỡng quốc tế tại huyện Quảng Sương vẫn chỉ là bãi chăn bò nuôi vịt. Trên thế giới, Bộ Tư lệnh quân khu phía Tây của quân đội Trung Quốc đang cho các binh sĩ đóng quân gần biên giới với Ấn Độ tập trận ban đêm nhiều hơn để làm quen với vũ khí mới. Bất mãn với liên minh quốc phòng mới do Mỹ Anh Úc thành lập, Nghị sĩ Pháp kêu gọi rút ngay khỏi NATO Paris cần phải ngừng ảo tưởng, đồng thời rút khỏi NATO và cấm thành lập trung tâm hiện đại về an ninh vũ trụ của Liên minh NATO mà Mỹ muốn đặt ở Toulouse, dự kiến sẽ khai trương vào năm 2022 Jean-Luc Mélenchon, nghị sĩ, ứng cử viên tổng thống thuộc phe xã hội Pháp tuyên bố Dù Mỹ, Anh, Úc thành lập một liên minh mới để chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc nhưng theo hỏng giả đường hạo Xét cho cùng, Washington không cho thấy một ý chí mạnh mẽ để đánh bại Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngược lại, Mỹ giống như cảnh báo Trung Quốc rằng giữ nguyên hiện trạng và không phá vỡ trật tự quốc tế hiện có. Hoa Kỳ dự định mua 500 triệu liều vaccine Pfizer để tặng cho các nước khác. Quý vị và các bạn đang theo dõi mục tin tổng hợp sáng ngày 20 tháng 9 của DKN TV. Lời đầu tiên, Nguyễn Tươi xin kính chúc quý khán giả thân mến có một ngày mới sức khỏe và bình an. Và tiếp sau đây là các nội dung chi tiết. Mở đầu chương trình là phần tin trong nước. Thanh Hóa, dự án 670 tỷ đồng đắp chiếu thành bãi chăn bò. Kính thưa quý vị, hứa hẹn sẽ đào tạo cho tỉnh Thanh Hóa một nguồn nhân lực dồi dào về y tế có trình độ tay nghề cao. Thế nhưng hơn 7 năm qua, Dự án Trung tâm dạy nghề y tá điều dưỡng quốc tế tại huyện Quảng Sương vẫn chỉ là bãi chăn bò nuôi vịt. Theo báo Người lao động, dự án này nằm tại xã Quảng Tân, nay là thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Sương, được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chấp thuận vào năm 2014 cho công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng dịch vụ thương mại Sơn Thái Thành. Nay là công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Sơn Thái Thành làm chủ đầu tư. Trên khu đất có diện tích 5 hecta nằm ở vị trí đắc địa, giữa trung tâm thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Sương, nên nó được xem là khu đất vàng của địa phương này. Dự án dạy nghề này ban đầu có mức đầu tư 160 tỷ đồng, nhưng sau rất nhiều lần điều chỉnh, đến năm 2019 đã lên tới hơn 670 tỷ đồng. Ban đầu dự án hứa hẹn sẽ đào tạo cho tỉnh Thanh Hóa một nguồn nhân lực dồi dào về y tế có trình độ tay nghề cao. Tuy nhiên sau khi thi công dầm rộ một số lượng hạng mục, thì dự án bỗng dưng dừng lại và trùng mền cho tới tận bây giờ. Lợi ích từ dự án này chưa nhìn thấy đâu, nhưng hệ lụy mà dự án mang lại thì ai cũng thấy. Cả một khu đất từng là bờ sôi ruộng mật của người dân để hoang phí. Nhiều hộ dân đã tận dụng biến nơi đây thành bãi chăn bò nuôi vịt. Huyện Quảng Sương cho biết đã gửi văn bản đề nghị chủ đầu tư báo cáo giải trình việc tạm dừng thi công, nhưng đến nay huyện vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi từ phía chủ đầu tư. Nhà chức trách huyện này cũng cho biết nếu tới đây chủ đầu tư không tiến hành thực hiện dự án, huyện sẽ đề nghị tỉnh Thanh Hóa thu hồi. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin thế giới. Quân đội Trung Quốc đưa nhiều vũ khí tân tiến đến biên giới với Ấn Độ. Kính thưa quý vị, Bộ Tư lệnh Quân khu phía Tây của Quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc đang cho các binh sĩ đóng quân gần biên giới với Ấn Độ tập trận ban đêm nhiều hơn để làm quen với vũ khí mới. Theo tờ SCMP Kể từ đầu mùa thu, một số lực lượng ở quân khu Tân Cương đã tiến hành các cuộc tập trận vào ban đêm ở độ cao khoảng 5.000m. Chúng tôi sửa đổi lịch trình và yêu cầu các binh sĩ đáp ứng tiêu chuẩn cao hơn đối với các bài huấn luyện ở tầm cao vì chúng tôi cần đối phó với chiến trường khắc nghiệt hơn trong bối cảnh thách thức ở khu vực ngoại vi ngày càng tăng. Yang Yang, một chỉ huy đại đội, nói với tờ PLA Daily của Quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Yang cho biết... Lực lượng cơ giới thuộc đơn vị của ông băng qua vùng cao nguyên đầy tuyết mà không có đèn chiếu sáng. Họ cũng tập luyện bắn súng máy có đạn thật vào ban đêm. Theo bài báo, các bệ phóng tên lửa tự hành 122 mm đa hệ thống gắn trên xe tải kiểu PHL-11 cũng được khai triển trong khu vực. Thiết bị này đang được sử dụng cho các cuộc tập trận tấn công. Trước đó, thiết bị này được cho là đã được khai triển trên cao nguyên Tây Tạng để diễn tập bắn đạn thật gần biên giới tranh chấp với Ấn Độ. Châu Trần Minh, nhà nghiên cứu từ Viện Khoa học và Công nghệ quân sự Yuan Wang ở Bắc Kinh cho biết, việc thay thế hệ thống vũ khí và thiết bị ở quân khu phía Tây đã được đẩy nhanh trong những năm gần đây do căng thẳng với Ấn Độ về tranh chấp biên giới. Bộ Tư lệnh Quân khu phía Tây bao gồm các quân khu Tân Cương và Tây Tạng. Bộ chỉ huy này chịu trách nhiệm về an ninh dọc theo biên giới đang tranh chấp với Ấn Độ. Chuyển sang một diễn biến đáng chú ý. Bất mãn với hiệp ước Mỹ-Anh-Úc Chính trị gia Pháp kêu gọi rút khỏi NATO Thưa quý vị, sự hình thành liên minh quốc phòng ba bên, Australia, Anh và Mỹ, AUKUS, dẫn đến việc Pháp mất hợp đồng tàu ngầm trị giá hàng chục tỷ đô la Mỹ. Hành động của các đồng minh phương Tây đang gây ra một cơn phẫn nộ ở Paris. Pháp đã triệu hồi các đại sứ của mình từ Mỹ và Australia để tham vấn, ngoại trừ đại sứ từ London. Paris gọi động thái của Mỹ là bước đi không phù hợp với tinh thần hợp tác lâu dài coi hành động của Tổng thống Mỹ là phi lý và phá hoại mối quan hệ đối tác. Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian đã giận dữ lên án Tổng thống Joe Biden, cho rằng sáng kiến AUKUS là hành động đâm sau lưng. Thỏa thuận quân sự giữa Mỹ, Anh và Úc cũng cho hai quốc gia đồng minh khác là New Zealand và Canada ra rìa. Đây là hai quốc gia cùng với Mỹ, Anh, Úc thành lập liên minh tình báo ngũ nhãn Five Eyes. Người Pháp cho rằng mình bị xúc phạm tại Quốc hội đã có những lời kêu gọi rút Pháp khỏi NATO. Paris cần phải ngừng ảo tưởng, đồng thời rút khỏi NATO và cấm thành lập trung tâm hiện đại về an ninh vũ trụ của Liên minh NATO mà Mỹ muốn đặt ở Toulouse, dự kiến khai trương vào năm 2022. Jean-Luc Mélenchon, nghị sĩ ứng cử viên tổng thống thuộc phe xã hội Pháp, tuyên bố. Jean-Luc Mélenchon được biết đến là một chính khách dày dặn kinh nghiệm, là người có tham vọng trở thành tổng thống với tư cách là ứng cử viên của đảng xã hội, chạy đua vào vị trí nguyên thủ quốc gia. Trong bối cảnh của cuộc đấu tranh chính trị nội bộ đang diễn ra, vụ Australia đã trở thành một món quà miễn phí cho hầu hết các nhà lãnh đạo của phe đối lập Pháp. Đầu năm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng để ngỏ khả năng rút khỏi NATO. Tôi cho rằng việc Pháp tiếp tục trong vai trò thành viên của NATO là vô nghĩa, vì vậy, chúng tôi sẵn sàng trong tâm thế rút khỏi tổ chức này. Ông Macron đã nói với báo giới vào ngày 19 tháng 2 năm 2021, ngay sau khi kết thúc Hội nghị An ninh Munich MSC thường niên. Tiếp tục với một diễn biến có liên quan. Mỹ thử tiết lửa đạn đạo từ tàu ngầm giữa lúc bị Pháp tố đâm sau lưng. Thưa quý vị, Hải quân Mỹ đã tiến hành thử nghiệm thành công hai tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm giữa lúc xảy ra tranh cãi về thỏa thuận quốc phòng ba bên với Pháp. Theo báo RT, cuộc thử nghiệm diễn ra ở ngoài khơi mũi Canaveral của tiểu bang Florida, Hoa Kỳ trong tuần này. Các tên lửa dòng D-5LE được phóng đi từ tàu USS Wyoming, một tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Ohio. Theo phó đồ đốc Johnny Wolf, cuộc thử nghiệm nằm trong khuôn khổ chiến dịch trình diễn và hạ gục, được thiết kế để cho người dân Mỹ, các đồng minh và đối thủ thấy độ tin cậy chưa từng có của khả năng gian đe hạt nhân trên biển của nước này. Hải quân Mỹ tuyên bố, các tên lửa Trident II D5LE đang được biên chế cho hạm đội và trong suốt thời gian phục vụ còn lại sẽ được trang bị cho các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Ohio của Mỹ cũng như lớp Vanguard của Anh. Mỹ và Anh hiện cùng chia sẻ công nghệ Trident. Hai nước gần đây đã cam kết giúp Australia có được công nghệ này để xây dựng hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Pháp đã rất tức giận với động thái này khi thỏa thuận tàu ngầm giữa họ và Úc đã bị xóa bỏ. Tiếp tục liên quan đến thỏa thuận AUKUS, học giả Đường Hạo từ đài truyền hình TV cho rằng sự ra đời của liên minh Mỹ Anh Úc sẽ thúc đẩy bốn xu hướng quốc tế lớn. Xu hướng 1, khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương sẽ trở thành một trung tâm chiến lược quốc tế và các nhà chiến lược phải chiến đấu vì nó. Hiện tại, toàn bộ khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương xoay quanh Đảng Cộng sản Trung Quốc các nước trong khu vực này đang phải cố gắng đối phó và ngăn chặn sự xâm nhập bành trướng quân sự của đảng cộng sản trung quốc bởi vì mọi động thái của bắc kinh đều đe dọa lợi ích của tất cả các nước trong khu vực do đó khu vực ấn độ dương thái bình dương đã trở thành một trung tâm chiến lược quốc tế một trận địa của các nhà chiến lược quân sự giữa phương đông và phương tây vậy liệu liên minh mỹ anh úc có trở thành cái gọi là nato phương đông hiện tại rất khó nói, vì để trở thành một tổ chức hợp tác quân sự giống như NATO vẫn cần rất nhiều nước tham gia. Nhưng hiện tại, hầu hết các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương đều có quan hệ kinh tế chặt chẽ với Trung Quốc và thậm chí là còn dựa vào vaccine của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì vậy, hiện tại không có nhiều quốc gia sẵn sàng công khai đối đầu với chế độ này. Tuy nhiên, vào ngày 24 tháng 9 tới đây, bốn nước bao gồm Mỹ, Nhật, Ấn và Úc sẽ tổ chức đối thoại an ninh bốn bên tại Washington. Liệu đến lúc đó, bốn nước lớn ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương này sẽ đưa ra những tuyên bố hay hành động mới nào? Điều này rất khó nói. Xu hướng 2. Mô hình chiến tranh lạnh mới giữa Mỹ và Trung Quốc mở rộng và khởi động một cuộc chạy đua vũ trang mới. Nhiều người sử dụng thuật ngữ chiến tranh lạnh mới để mô tả mối quan hệ Mỹ-Trung hiện tại. Thực tế là gần như vậy, Hiện cuộc chiến tranh lạnh mới này đã chuyển từ sự đối đầu giữa hai cường quốc Hoa Kỳ và Nhật Bản sang giai đoạn hình thành một nhóm bạn và bè. Điều này cũng có nghĩa là cấu trúc của chiến tranh lạnh mới tiếp tục mở rộng. Hơn nữa, cũng giống như thời kỳ đầu chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ và Trung Quốc hiện đang lao vào một vòng chạy đua vũ trang mới. Không chỉ Hoa Kỳ và Trung Quốc đang tăng tốc phát triển vũ khí mới, Hoa Kỳ còn đang giúp đỡ các đồng minh nâng cấp lực lượng vũ trang của họ. Giống như lần này Hoa Kỳ và anh sẽ không chỉ giúp Úc đóng tàu ngầm hạt nhân mà còn cho phép Úc có được khả năng kỹ thuật để chế tạo tên lửa Tomahawk và thậm chí có thể tham gia vào việc phát triển vũ khí siêu thanh của cả Hoa Kỳ và anh. Xu hướng 3, Mỹ và anh trang bị vũ khí cho Úc để kiểm tra và cân bằng sự mở rộng quân sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Rõ ràng, việc Mỹ và Anh giúp Úc cải thiện khả năng vũ trang sẽ khiến nước này mạnh mẽ hơn để chống lại sự bành trướng quân sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là sau khi Hoa Kỳ và Anh đã chấp thuận Úc, liệu họ có tiếp tục chấp thuận thêm các đối tác hay không? Ví dụ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và thậm chí là cả Đài Loan. Điều này vẫn chưa rõ ràng, nhưng đối thoại an ninh bốn bên vào tuần tới có thể tiết lộ thêm rất nhiều manh mối mới xu hướng 4. Vị trí chiến lược của Australia nâng thành tiểu Mỹ ở Nam bán cầu. Mặc dù lần này Úc bị Pháp chỉ trích vì đã hủy hợp đồng đóng tàu ngầm với Pháp, nhưng Úc vẫn có thể nói là bên thắng vì liên minh mới. Điều này là do Australia không chỉ được nâng cấp đáng kể về sức mạnh quân sự mà còn được quân đội Mỹ bảo vệ mạnh mẽ hơn nữa. Đồng thời, vị trí và vai trò chiến lược của Australia trong khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương cũng được nâng cao mạnh mẽ từng bước hướng tới tiểu Mỹ ở Nam Bán Cầu. Đặc biệt là lần này, tiểu Mỹ ở Nam Bán Cầu và Mỹ lớn ở Bắc Bán Cầu lại một lần nữa thành lập một liên minh mới. Điều này đã cho phép hai bên có quan hệ liên minh tay ba. Một là liên minh tình báo ngũ nhãn Five Eyes, còn lại là đối thoại an ninh tứ giác Quad và liên minh mới nhất của Mỹ, Anh, Úc, AUKUS. Nói cách khác, Úc gần như là đối tác tin cậy nhất của Hoa Kỳ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và nhờ đó vị thế quốc tế của úc đã được nâng lên trong khi mối quan hệ của australia với mỹ và anh ngày càng khăng khít nhưng new zealand và canada hai nước cũng nằm trong liên minh five eyes dường như lại bị gạt ra ngoài lề đặc biệt là new zealand gần đây khi cuộc đối đầu giữa hoa kỳ và trung quốc nóng lên hoa kỳ có ý định sử dụng các đối tác của mình trong liên minh tình báo ngũ nhãn để cùng lên án đảng cộng sản trung quốc về hồng kông tân cương và biển đông Tuy nhiên, chỉ có New Zealand im lặng. Chính phủ New Zealand cũng nói mối quan hệ giữa họ với Trung Quốc là hữu nghị và đang được cải thiện. Chúng ta hãy nghĩ về điều này, liên minh tình báo ngũ nhãn là một tổ chức trao đổi thông tin và là một cơ chế lưu hành các bí mật quốc tế, và nếu bí mật an ninh rơi vào tay Đảng Cộng sản Trung Quốc thì hậu quả là gì? Như vậy, liên minh giữa Hoa Kỳ, Anh và Úc lần này cũng phản ánh rằng Mỹ đang thanh lọc hay sàng lọc các đối tác chiến lược và liệu nó có được tổ chức lại lần nữa hay không? Đây là điều đáng quan tâm. Ngoài ra lần này Mỹ đang chuẩn bị liên minh mới, loại trừ liên minh châu Âu. Điều này cũng khiến liên minh châu Âu khá bất mãn, có cảm giác tổng thống Joe Biden càng ngày càng bị ảnh hưởng bởi người tiền nhiệm Donald Trump khi thực hiện chính sách nước Mỹ trên hết trong vài vấn đề. Như vậy, liệu sự bất mãn và giận dữ của các nước EU có khiến tình hữu nghị giữa Hoa Kỳ và EU bị cuốn trôi? liệu Đảng Cộng sản Trung Quốc có tìm được cơ hội phản công để chia rẽ châu Âu và Hoa Kỳ. Điều này cũng rất đáng quan tâm. Mục tiêu cuối cùng của Liên minh mới do Hoa Kỳ thành lập Bây giờ, Hoa Kỳ, Anh và Úc thành lập một liên minh mới để chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc và đối thoại an ninh bốn bên sắp diễn ra. Một số người có thể nói, nay Hoa Kỳ đã có những động thái thường xuyên, Washington sẽ dẫn dắt tất cả các nước đánh bại Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng không phải như vậy. Xét cho cùng, Hoa Kỳ đã không cho thấy một ý chí mạnh mẽ để đánh bại Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngược lại, Washington giống như cảnh báo Bắc Kinh rằng giữ nguyên hiện trạng và không phá vỡ trật tự quốc tế hiện có. Như chúng tôi đã nói trước đây, hòa bình và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đặc biệt là hòa bình ở biển Hoa Đông, eo biển Đài Loan và biển Đông, phù hợp với lợi ích hiện tại của hầu hết các nước. Các động thái gần đây của Đảng Cộng sản Trung Quốc Tất cả đều phá hoại hiện trạng và phá vỡ tình hình khiến nhiều nước không thể chấp nhận. Nhưng liệu Mỹ có muốn nhân cơ hội này để lật đổ Đảng Cộng sản Trung Quốc hay không thì vẫn chưa rõ ràng, bởi vì chính quyền Joe Biden không phản đối Đảng Cộng sản Trung Quốc một cách rõ ràng. Và cho dù đó là ba bài báo của nhà đầu tư Soros chỉ trích chính quyền Bắc Kinh hay một báo cáo trước đó có tên là Longer Telegram hay một bài báo được đăng bởi New York Times vào đầu năm nội dung đều là chỉ trích cá nhân tập cận bình không phải đảng cộng sản trung quốc nói cách khác mặc dù những bài báo nặng kín này đều chỉa mũi dùi vào chính quyền bắc kinh nhưng về bản chất chúng chỉ là chống tập chứ không phải chống cộng tất cả đều chỉ muốn thay thế tập cận bình bằng một người mới khác vì vậy rõ ràng không phải là để hạ bệ đảng cộng sản trung quốc do đó trong tình hình hiện nay một mặt mỹ có thể đơn phương muốn gây sức ép buộc ông tập phải từ chức lặp lại trật tự xưa. Mặt khác cũng có thể là các phe phái khác trong Đảng Cộng sản Trung Quốc đang cùng hợp tác với các nước hải ngoại và muốn hợp lực để hạ bệ Tập Cận Bình. Nhưng dù là gì đi nữa, điều có thể mong đợi tiếp theo là vào đêm trước Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm sau, các cuộc đấu tranh bè phái cấp cao trong Đảng sẽ tăng tốc và trở nên gay gắt Gần đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiết lộ tin tức từ nội tình rằng các quan chức cấp cao của Giang Tô đã lên kế hoạch chống lại một nhà lãnh đạo nào đó. Nói trắng ra, một số người có quyền lực muốn ám sát Tập Cận Bình, nhưng họ đã không thành công. Đoại tin tức này được tiết lộ vào thời điểm này và vẫn còn lan truyền trên Internet Trung Quốc. Chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. Nhưng ông Tập sẽ đánh bại các phe phái thù địch trong Đảng Cộng sản Trung Quốc và cảnh báo họ không được gây dối. Nhưng điều này cũng tương đương với một thông báo với thế giới bên ngoài rằng cuộc đấu đá nội bộ cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc rất khốc liệt. Ngay cả khi có những cảnh như ám sát và chiến đấu có vũ trang, mọi người cũng đừng ngạc nhiên. Quý vị vừa nghe những phân tích của học giả Đường Hạo từ Hoa Kỳ về Liên minh quốc phòng ba bên Mỹ, Anh Úc và những xu hướng quốc tế lớn có khả năng xảy ra và mục tiêu của Liên minh không phải là muốn lật đổ Đảng Cộng sản Trung Quốc, mà giống như lời cảnh báo muốn Bắc Kinh giữ nguyên hiện trạng, không phá vỡ trật tự quốc tế hiện có. Tiếp tục chương trình với một tin tức đáng chú ý từ nước Mỹ. Mỹ dự định mua 500 triệu liều vaccine Pfizer để tặng cho các nước. Kính thưa quý vị, Washington đang đàm phán với công ty Pfizer của Mỹ để mua 500 triệu liều vaccine COVID-19 tài trợ cho các nước khác. Theo nguồn tin của Bloomberg, thỏa thuận giữa chính quyền Joe Biden và công ty dược phẩm sản xuất vaccine hợp tác với đối tác của Đức BioNTech có thể được ký kết trong những ngày tới. Điều này sẽ được công bố trước hội nghị thượng đỉnh về COVID-19, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 9. Nguồn tin của cơ quan cho biết, cuộc họp để triệu tập theo sáng kiến của ông Joe Biden sẽ được tổ chức dưới hình thức ảo bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc GA. Dự kiến, 500 triệu lô vaccine sẽ được phân phối đến các quốc gia có nhu cầu thông qua cơ chế quốc tế COVAX. Với thỏa thuận mua vaccine Pfizer mới nhất, Mỹ sẽ tài trợ đến hơn 1,15 tỷ liều vaccine COVID-19 cho chương trình tiêm ngừa toàn cầu. Cho đến nay, Washington đã gửi hơn 600 triệu liều cho các nước và đang thúc đẩy sản xuất vaccine trong và ngoài nước. Thưa quý vị, mục tin tổng hợp sáng ngày 20 tháng 9 của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại!